Mến chào các bạn Các bạn đang đến với chương trình Tiếng Việt Online vào tối thứ năm hàng tuần Các bạn thân mến Hôm nay chúng ta tìm hiểu về xây dựng đoạn văn phần 2 Các yêu cầu của đoạn văn Muốn viết một đoạn văn chúng ta phải thực hiện 6 yêu cầu sau đây Thứ nhất là nhất quán thứ hai tăng tiến thứ ba mạch lạc thứ tư linh hoạt thứ năm liên kết câu và thứ sáu liên kết đoạn trước hết chúng ta tìm hiểu về nhất quán nhất quán câu chủ đề và các câu dẫn chứng các câu dẫn chứng ta còn gọi là các câu nhiều bậc nó phải xoay quanh ý chủ đạo của đoạn văn không được rời xa ý chính khi dụ có người chỉ lợi dụng thân xác người yêu đó là tình yêu sở khanh có người chỉ lợi dụng vật chất của người yêu đó là tình yêu bóc lột có người khi yêu thì đòi hỏi quá nhiều nơi người yêu đó là tình yêu ích kỷ Tình yêu có lợi dụng và ích kỷ sẽ biến thành nỗi lo sợ và bất an. Đó là thứ tình yêu của quỷ dữ đội lốt người. Đoạn văn trên có câu chủ đề là tình yêu có lợi dụng và ích kỷ sẽ biến thành nỗi lo sợ và bất an. Các câu trong đoạn đều xoay quanh ý chủ đạo đó của đoạn văn. Ta nói đoạn văn có tính nhất quán. Thứ hai là tăng tiến. Trong một đoạn văn, câu văn phải thêm ý mới cho câu trước. Không được lập lại ý đã viết ở câu trước. Thí dụ, có những người sức nước hoa đầy mình nhưng vẫn cứ toát ra mùi hôi khó chịu. Có những người chẳng sức dầu thơm mà ai cũng muốn đến gần vì họ toát ra mùi hương nhân đức họ là những người thân thiện đoan trang lịch thiệp nhã nhặn và khiêm tốn câu nói hữu xạ tự nhiên hương là nói đến những người có tư cách cao thượng trong đoạn văn trên câu thứ nhất nói về mùi hương theo nghĩa vật chất Câu thứ hai nói về mùi hương theo nghĩa tinh thần. Câu thứ ba diễn tả mùi hương nhân đức và câu thứ tư khen ngợi những người có mùi hương nhân đức là những người có tư cách cao thượng, hữu xạ tự nhiên hương. Như vậy đoạn văn trên có sự tăng tiến, nghĩa là câu sau đã thêm ý mới cho câu trước thứ ba là mạch lạc các câu trong đoạn phải bảo đảm mạch ý nghĩa là có liên hệ logic với nhau câu trước và câu sau có trật tự nổi hoặc chìm với nhau liên kết chặt chẽ với nhau mà không làm sai lệch ý định nói thí dụ thử thách và oan khiên chỉ là giấy phép để đi theo chúa nhờ có nó ta mới có thể bước qua cửa khẩu nước trời thật vậy chúa đã quả quyết ai muốn theo ta phải từ bỏ mình vác thập giá hằng ngày mà theo ta trong đoạn văn trên có ba câu các câu đều liên kết chặt chẽ với nhau câu thứ hai là kết quả của câu thứ nhất Câu thứ ba là dẫn chứng cho hai câu trên. Thế nên, ta nói đoạn văn có tính mạch lạc. Thứ tư là linh hoạt. Một đoạn văn phải có sự linh hoạt, nghĩa là phải thay đổi dạng câu trong đoạn. Câu đơn, câu đặc biệt, câu ghép chính phủ, vân vân nhờ đó lời văn và giọng văn thêm phong phú đa dạng mà không đơn điệu nhàm chán thí dụ thất bại là do chúng ta thiếu tự tin lòng tự tin có hai phần một phần tin vào chúa một phần tin vào ta bởi thế để thành công trong mọi công việc chúng ta không chỉ tin vào ơn chúa giúp mà còn phải tin vào nỗ lực của bản thân. Bởi lẽ, văn hào Nguyễn Du đã viết, có trời mà cũng có ta. Còn ngạn ngữ Tây Phương lại có câu, hãy tự giúp mình rồi trời sẽ giúp. Đoạn văn trên có 5 câu. Câu thứ nhất nói về nguyên do của thất bại, đó là thiếu tự tin. Viết theo dạng câu đơn câu thứ hai giải thích lòng tự tin có hai phần cũng theo dạng câu đơn câu thứ ba nói về bí quyết của thành công là tin vào chúa và tin vào mình đây là câu ghép chính phủ câu thứ tư và câu thứ năm là dẫn chứng nghĩa là trích dẫn thơ văn và danh ngôn cho nên ta nói đoạn văn có tính linh hoạt. Thứ năm là liên kết câu. Các câu trong đoạn phải kết hợp với nhau một cách chặt chẽ, theo trình tự, phân định bậc 1, bậc 2, bậc 3 của câu, nghĩa là ý lớn, ý nhỏ. Câu còn được nối kết bằng phương thức liên kết hoặc quan hệ ý nghĩa phù hợp thí dụ cuộc sống nông nghiệp phụ thuộc vào thiên nhiên thiên tai không chừa ai mà chia đều cho mọi người lụt thì lụt cả làng vì vậy con người việt nam phải liên kết với nhau dựa vào nhau mà sống cho nên nét đặc trưng của một làng xã việt nam là tính cộng đồng Làng xã Việt Nam được tổ chức rất chặt chẽ, đồng thời theo nhiều nguyên tắc khác nhau. Đoạn văn trên của Trần Ngọc Thêm có ba câu. Câu thứ nhất nói về cuộc sống nông nghiệp phụ thuộc vào thiên nhiên, đó là ý lớn. Bằng chứng là thiên tai không chừa ai mà chia đều cho mọi người. Rồi chứng minh lụt thì lụt cả làng, đó là ý nhỏ câu thứ hai đưa ra kết luận con người việt nam phải liên kết với nhau dựa vào nhau mà sống câu thứ ba dẫn đến khẳng định nét đặc trưng số một của làng xã việt nam là tính cộng đồng đoạn văn trên còn được liên kết bằng hai từ vì vậy và cho nên vì thế đoạn văn có tính liên kết cuối cùng là liên kết đoạn các đoạn trong văn bản phải nối kết với nhau bằng các từ ngữ hay câu liên kết chúng ta tìm hiểu văn bản sau đây để thấy tính liên kết giữa các đoạn với nhau văn bản có tựa đề là ai nhầm xưa có một ông thầy đồ dạy học ở một gia đình nọ chẳng may bà chủ nhà bị ốm mà chết, ông chồng bèn nhờ thầy đồ làm cho bài văn tế vốn lười biếng, thầy liền lấy bài văn tế của ông thân sinh ra mà chép lại, rồi đưa cho chủ nhà. Lúc vào lễ khi bài văn tế được đọc lên, khách khứa ai cũng bụng miệng cười. Bực mình ông chủ nhà gọi thầy đồ đến trách. Sao thầy lại có thể nhầm đến thế? Thầy đồ trợn mắt lên cãi. Văn tế của tôi chẳng bao giờ nhầm. Họa chăng người nhà ông chết nhầm thì có. Văn bản trên gồm hai đoạn với hai ý chính. Mỗi ý được diễn đạt bằng một đoạn văn. Đoạn thứ nhất, thầy đồ chép văn tế của ông thân sinh. Đoạn thứ hai, gia chủ trách thầy đồ viết nhầm thầy cãi liều chết nhầm hai đoạn trên có sự liên kết nhờ lặp lại các từ như là bài văn tế thầy đồ và chủ nhà vậy nên ta nói hai đoạn trên có sự liên kết giữa các đoạn văn với nhau các bạn thân mến trước khi tạm biệt tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện vui có tựa đề là Lời Yêu Thương. Bé Hà lên 5 tuổi, một hôm mẹ đưa bé về quê thăm nội. Trên đường đi mẹ cẩn thận dặn, lần đầu tiên gặp bà nội, con phải lễ phép với nội nghe chưa? Vừa trông thấy hai mẹ con bé Hà, ông bà nội mừng hết lớn. Bà nội bồng bé Hà lên và nói, con là Hà phải không? Úi chua choa, sao giống má như đúc Nội thấy con dễ thương quá Bé Hà nhìn bà trả lời Cái đồ khỉ Mẹ Hà giật mình quay sang mắng con Sao con hỗn với nội như thế Bé Hà phân bua Thưa mẹ Con thấy mỗi lần bồ của chị hai nói với chị Em dễ thương quá Thì chị trả lời là Cái đồ khỉ Bà mẹ há to miệng Trời đất Các bạn thân mến chúng ta vừa tìm hiểu về các yêu cầu của đoạn văn tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về các yếu tố trong đoạn văn mến chào tạm biệt các bạn